Ý Nhi lại gặp biến xuất hiện trên quảng cáo của trang web đánh bạc, cộng đồng mạng nổi đóa. Trên fanpage phê bóng đá 365 ngày đã sử dụng hình ảnh của hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi cùng nhiều ngôi sao khác để quảng cáo cho website đánh bạc FB88. Điều này khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc. Mới đây trên báo Công Thương Điện tử đã đăng tải bài viết hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi bị sử dụng hình ảnh để quảng cáo trang web đánh bạc. Bài viết đề cập đến một fanpage có tên phê bóng đá 365 ngày trên nền tảng mạng xã hội Facebook có hơn 29.000 lượt theo dõi. Trang này được tạo lập ngày 6 tháng 2 năm 2020, trước đó có tên DEIM và đổi tên thành phê bóng đá 365 ngày vào ngày 4 tháng 2 năm 2023. Theo báo Công Thương, hiện trang này đang có 13 quản trị viên, trong đó 10 tài khoản vị trí quốc gia ở Việt Nam, 3 tài khoản vị trí quốc gia ở Philippines. Khi đổi tên vào ngày 4 tháng 2 năm 2023, trang này đã xóa toàn bộ các bài đăng cũ, bắt đầu đăng tải, chia sẻ các thông tin liên quan tới bóng đá ở trong nước và quốc tế. Trang này liên tục cập nhật kết quả các giải đấu, đăng tải và chia sẻ hình ảnh của các cầu thủ nổi tiếng như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Andres Iniesta. Cùng với đó, fanpage này còn đăng tải hình ảnh một số cầu thủ nổi tiếng trong nước như Công Phượng, Quang Hải, Huỳnh Như, Kiều Anh, cùng hình ảnh một số hoa hậu, ca sĩ như Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Sơn Tùng MTP. Tới khoảng tháng 4 năm 2023, trang này bắt đầu quảng cáo cho hệ thống các trang web cờ bạc của nhà cái FB88 bằng hình thức gắn logo và thông tin về nhà cái FB88 vào hình ảnh ở mỗi bài đăng. Slogan trang này sử dụng là nhà cái uy tín FB88, nhà cái FB88 tặng ngay 2 triệu, nạp rút 5 phút, trang đặt cược tất cả các kèo bóng đá, tham gia ngay. Ở bài đăng lúc 19h30 phút ngày 3 tháng 8 năm 2023, trang này đã đăng tải hình ảnh hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi ghép với hình ảnh một căn phòng sang trọng cùng câu hỏi: anh em muốn có cái nào? Trên hình ảnh là những slogan quen thuộc quảng cáo cho nhà cái FB88. Tương tự, ở bài viết được đăng tải lúc 18 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2023, trang này sử dụng hình ảnh hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi ghép với hình ảnh chiếc áo có số 30 có tên Messi cùng dòng trạng thái: thật lòng nào anh em. Lần theo thông tin quảng cáo, Công Thương Điện tử tìm thấy trang web được cho là của nhà cái FB88. Trang này giới thiệu FB88 là một trong những nhà cung cấp cá cược trực tuyến hàng đầu có tầm ảnh hưởng nhất trong ngành giải trí trực tuyến. FB88 cung cấp các sản phẩm đa dạng đến người chơi, từ thể thao điện tử đến casino trực tuyến, quay hũ, xổ số cho hầu hết các sự kiện. Trên giao diện web có rất nhiều trò chơi có yếu tố đỏ đen, casino trực tuyến và cả hệ thống đổi thưởng thanh toán. Đáng chú ý nhất là hoạt động cá cược bóng bàn, bóng chày, bóng đá, với thông tin các kèo tỷ lệ chấp được cập nhật làm mới cứ 30 giây một lần. Tại Việt Nam, hoạt động đánh bạc bị cấm dưới mọi hình thức. Người nào vi phạm, tùy tính chất, mức độ có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy định tại Điều 321 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Theo Điều 7 Luật Quảng cáo 2012, tất cả dịch vụ bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật sẽ bị cấm quảng cáo. Chính vì vậy, hoạt động quảng cáo game, trang web phục vụ mục đích đánh bạc, gá bạc, cá cược là hành vi vi phạm pháp luật. Báo cáo của Cục Phát thanh và Truyền thông Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, Facebook đã gỡ 484 fanpage quảng cáo game cờ bạc đổi thưởng, gỡ 72 tài khoản fanpage quảng cáo vũ khí, vật nổ, chất liệu gây nổ, gỡ 2.444 link quảng cáo các dịch vụ bất hợp pháp. YouTube đã gỡ 632 video quảng cáo mua bán, săn bắn động vật hoang dã, hướng dẫn chế tạo vũ khí, gỡ hơn 2.000 quảng cáo thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tài khoản quảng cáo vi phạm bằng thuật toán tự động, không quảng cáo và bật kiếm tiền trên 50 kênh YouTube, 49 trang và tài khoản Facebook, 158 website.